Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ta giải cái cây cucurbit David kia. Cục này hay. Những cục giải lạ hơn G3, G3 3 3 3 nhân 3 V1 á. Mà không phải là những cục khó như Gimin, Metamorphic rồi Octahedron rồi Diamond đó. Thì nó đơn giản không, nhưng mà những cục này ghi là nó khó. Nó có cái gì đó nó hơi khúc mắc, nhưng mà nó cũng không phải nổi khó lắm so với những cục rubik mà cùng giá tiền rồi à. Nói chung là cũng không không cùng giá tiền, nhưng mà những cục kia này cũng rẻ hơn những cục mắc, những cục khó của khối, nhưng mà cũng không phải là khó lắm. Nó không phải như bagua rồi cái ba cấp toilet, hoặc là những cục như là duo axit rồi Professor Skill. Thì cái này nó có hai dạng, một dạng là nó không có tích cơ này, nó không có miếng tích cơ nhỏ xíu này. Đó. Thì mình vô á, mình không có định vị được nó. Thì cái này thì mình chỉ cần quay vô vậy là định vị toàn bộ khối Rubik. Đó. Đó. Nó sẽ vô nó tẹp những cái này lại. Còn nếu mà nó không có đó, nó không có cái miếng tích cơ đó, bạn dán lại, bạn xây về được, xây như mình nãy đó, cho nó khớp vô một chỗ là mấy chỗ khác nó khớp hết. Thì mình giải 2 x 2, giải 2 x 2 để mình định vị nó. Trắng xanh. Y như 2 x 2 ha. Giải không có gì không? Giải mặt trắng rồi từ từ giải mặt kia. Mình giải 2 x 2 thì mình giải theo kiểu của mình. Trắng đỏ đây, đẩy góc ha. Cái đó mà lật lên rồi thì mình đưa tại ngay vị trí cho nó đúng, cho nó dễ nhìn thôi, góc nào cũng được các bạn ha. Một góc đúng rồi à, góc này đúng rồi luôn rồi nè, góc này sai, góc này sai, hai góc này đổi qua, mình dùng khu bôi mình đổi qua ha. R2 U, R2 U phẩy, R2 U phẩy Y, R2 U phẩy, R2 U, R2 D phẩy. Rồi, góc đúng hết rồi, mình lật lên. Nhân hai bình thường ha. Các bạn nhìn thấy cái góc dưới đúng ha. Nhưng mà góc trên nó có cái góc này chưa có lọc. Mình nắm mình xoay nó vô à. Khi mà nắm xoay á, nắm xoay á, các bạn nắm dưới đây nè, các bạn đây à. Rồi khi bạn muốn xoay á thì các bạn xoay nó theo kiểu gọi là một bên này là xoay thuận, một bên này xoay nghịch, để nó đứng cái mặt này. Các bạn nhìn cái mặt này không, thẳng này đứng ha, mình xoay này nha à, xoay này không, bạn nhìn cái mặt trước ép nha. Đó, mặt trước nó không có di chuyển, không phải mình nắm mình nắm gì cái mình xoay một cái mặt trước nó chạy nè, thấy không, trước nó chạy lên đây, không phải vậy, mà mình nắm mình xoay ngược, trên đây xoay thuận thì dưới đây xoay ngược chút xíu, nó có ký hiệu EG á, thì ghi trong comment á, thì nó sẽ chuyển động theo cái kiểu vậy khi bạn mình xoay á. Đây rồi, bây giờ chúng ta dời những cái viên gốc này vô. Nếu mà có hai cái ticker mình dặn vô một cái là nó đều luôn ha, mặt xanh nè, cam nè, xanh dương cam này không, đều là rất là dễ chịu. Còn nếu mà không có thì giải 2 x 2 nắm xoay vô dễ ha. Xoay cái mặt nào là mà thuận á, ví dụ ba cái này vàng thì xoay mặt vàng lên là ok, rồi các góc khác là ok. Nếu cần giải 2 x 2 là xem xét cho nó kỹ. Thì quy tắc cái công thức này nó sẽ đổi hai cái viên này nè, viên này với viên này, đồng thời hai viên này ăn đổi nhau, đồng thời mặt ăn lờ, hai cái viên này nó cũng đổi nha. Nè,
thì mình sẽ tìm từ từ mình làm, mình coi coi. Nó cũng khó khó ha. Đây, hai viên xanh này đổi nhau bên đây, hai viên này đổi nhau. Nếu mình có cái viên nào để đây cũng được, mà không có cũng không sao. Công thức này không, F R R này ha, nắm ha, hai cái này xoay ngược lại, là cái này xoay thuận về cái đồng hồ nè, R F phẩy R phẩy nè, R 2 R F R phẩy F phẩy R 2 rồi, hai gì đang đổi nhau này không. Vậy đó, cái quy trình nó vậy, nó nhiều viên nhưng mà mình cứ làm từ từ. Rồi bây giờ trắng này, rồi hai viên trắng này đổi nhau. Hai viên trắng này đổi nhau đi không, F R. Nhìn cái mặt trước nha, nhìn mặt trước này nó hơi khó khó xây mình, nó hơi khó xây cho mình nó vậy đó. Hơi khó xây các bạn, hơi khó chịu chút. R F phẩy R phẩy R 2 R F R phẩy F phẩy R 2 rồi, này trắng vô ha. Rồi tiếp tục mình tìm, tiếp tục đỏ đây không, hai viên đỏ này bên đây, viên cam này không được nè, viên cam này không được, mình phải dời viên khác đi, mình qua vậy không, hai viên này, hai viên này không không được nữa, nó hơi làm cũng mất thời gian các bạn, là mất thời gian mà có một công thức một thôi nó cũng rất là mất công. Hai viên đỏ này đi không, hai viên đỏ này được này, hai viên này không có thay đổi không, hai viên này sao cũng được. F R F phẩy R phẩy R 2 R F R phẩy F phẩy R 2 ok không. Tiếp tục mình làm thêm cho các bạn coi không, chứ còn thực sự nó có vô đó đó. Rồi đổi hai viên này, hai viên này, cái này viên này vô luôn nè. Nếu mà chút xíu nữa nó hết rác á, mình dùng viên đệm cùng màu, còn giờ thì cứ vậy đi, nó còn nhiều nhiều rác mà. F R F phẩy R phẩy R 2 R F R phẩy F phẩy R 2 ok không. Ok nè, này hai viên xanh này đổi bên đây là viên đỏ này không được nè, không viên đỏ này không được thì hai cái viên xanh này đây mình sẽ lấy rút cái viên đỏ này đi, hoặc là mình đảo qua cái viên xanh này cũng không được nè. Cái tốt nhất á là các bạn làm sao á, các bạn có hai viên đệm trước hoặc là sao á không. Đây trắng đây, hai viên này được khó ha, cái này nó quay R hơi khó cho mình. F rồi ok được không, này cũng bình thường đó. Mình làm vậy nè, mình lấy hai viên vàng mình để đây, rồi mình lụm rác từ từ thì nó dễ hơn một chút xíu. Cái này được nè không, F R F phẩy
là đều phải. Để vô được không? Hai viên đệm này nó nhảy qua nhảy lại. Nè, mình để mình làm lại một chút xíu nữa, mình làm thêm ở ngoài thì cái thao tác nó cũng nhiêu đó. Ok, thì cái thao tác nó có nhiêu đó các bạn. Rồi mình lập những cái mặt này mình đổi viên, đổi bằng cu bôi rồi giữ những cục dưới. Cứ từ từ. Bây giờ hai viên này làm được rồi này không? Hai viên này đổi qua là đúng hai viên nè. Cái mặt này đỏ thì mình đưa mặt đỏ qua đây, đưa cái gì này qua đây mà giữ hai mặt dưới ha. R2 U, R2 U phẩy, R2 U phẩy đi, R2 U phẩy, R2 U, R2 đi phẩy. Rồi cái này qua đây rồi mà lên đây vẫn còn y nguyên không. Bây giờ mình nhìn dưới đây để mình hồi lại, mình coi mấy lần mình quên mất tiêu rồi. Bây giờ lật mặt đỏ lên đây được phải hai lần ha, chưa nè, đưa này qua ok không, 6 lần không. Rồi bây giờ hai viên này đổi nhau, hai viên này với hai viên này nè không, xanh với lại xanh dương đổi nhau, bên đây hai viên đỏ đổi nhau không sao. F R F phẩy R phẩy R 2 R F R phẩy F phẩy R 2 ok không? Này ok. Rồi. Vậy chúng ta tiếp tục cứ làm vậy các bạn ha. Bây giờ lật viên này xuống đây thì bên đây không có. Bên đây không chưa có viên đệm nè. Mình tìm từ từ. Đỏ này ha, cam hai viên này đổi được nè. Bên đây có viên đệm không? Bên đây có viên đệm sẵn nè không? Đổi hai viên này. F R F phẩy R phẩy đây. Các bạn làm cái này cẩn thận, các bạn làm hư một lần thôi là coi như nó hư gần hết luôn vậy đó, được không? Còn viên xanh đỏ mình tìm có viên xanh đỏ nào đổi một lần không? Không có ha. Trắng xanh hai viên này làm hãy hai viên rác được này không. Đây ok không, hai viên này còn bên đây không có hai viên này không, ở dưới hai viên này nè đổi nhau được nè. Trên đây mình tìm cái viên rác thì mình hai viên này được nè, hai viên này đổ qua đổi lại không sao nè không, viên này chặt này trúng không, viên xanh này qua đây thì bên đây trúng, bên đây chặt không sao hết á. Mình coi coi ok đổi hai viên này, đổi hai viên này, bên đây hai viên này đổi nhau không sao. F R F phẩy R phẩy R F R phẩy F phẩy đây ok không, đều ok. Cam xanh này hai viên này được này không, coi bên đây có gì thuận lợi không, cái này không có thuận lợi lắm. Mình đổi viên xanh này qua đây rồi mình lật viên xanh lên. R2 U R2 U phẩy R2
U phẩy đi R2 U phẩy R2 U R2. Ok không? Ok nữa không? Hai viên này, hai viên này ha, hai viên này đổi nhau đâu có sao, xanh xanh với nhau sao không sao. Rồi mình đổi hai viên này F R G F phẩy R phẩy R2 R F R phẩy F phẩy. Rồi à, đúng hết rồi không? Bên đây còn viên xanh đỏ, đỏ đỏ cam. Hai viên này viên đệm. Bây giờ mình coi vòng vòng đây nó có cái viên nào đỏ bỏ được không? Viên này được nè. Nè, hai viên này mình làm viên đệm. Hai viên này băng giống nhau làm viên đệm. Mình đổi viên này qua đây. Đổi viên này nè, qua đây. Qua bên này. R2 U R2 U phẩy R2 U phẩy đi R2 U phẩy R2 U R2 đi phẩy. Rồi, ok anh, nó lên luôn sẵn luôn, sướng quá ha. Rồi, hai viên này, hai viên này với hai viên này. F R F phẩy R phẩy R2 R F R phẩy F phẩy R2. Ok. Còn viên vàng này, viên vàng với viên đỏ. Hai viên này đã được nè. Coi bên đây có gì đệm không? Vàng đỏ. Rồi, ok. Bây giờ hai viên này, không? Hai viên này làm đổi nhau nè, úp xuống dưới. Bây giờ viên trắng, mình lật cái viên trắng này lên, không? Lật lên đây. Phải để phải. Để. Đi. 4 lần nữa. Rồi. Hai viên này. Với lại hai viên mình này, hai viên trắng đẹp. Cũng không có gì mới ha. F. Có công thức này mới thôi. R F phẩy R phẩy F R phẩy F phẩy. Rồi, ok. Còn viên vàng này với là một cái viên vàng đỏ hồi nãy nữa. Đây. Rồi, hai viên này không? Nó đổi nhau cái là xong luôn đó. Bên này ok luôn nè. Có hai viên đệm sẵn nè, không ấy mình làm như hồi nãy thôi chứ không có gì cả bạn ha. Mọi chuyện đều rất là bình thường. Ok. F R F phẩy R phẩy R phẩy R2 R F R phẩy F phẩy R2. Ok à, đúng hết không? Đúng nè. Đúng nè. Đúng không? Đúng. Các bạn chú ý cái động tác xây R của mình đó, là nắm ở đây xây R xoay hướng này thuận như đồng hồ, nhưng mà dưới đây phải xoay ngược lại để cái mặt nó đứng lại chỗ, thấy không? Mình nhắc lại không? Đó vậy đó,
Đây là mấu chốt vấn đề đó. Nó xoay nó hơi lỏng lẻo, cục Rubik nó hơi muốn rớt xuống. Các bạn cầm này, bạn chơi trên cái bàn rộng rộng, nếu mà để miếng gì dưới đây cho nó mềm. Chứ bạn cầm cái thói quen này không có được đó, là nhiều khi nó xài nó hư. Rồi giờ chúng ta giải 2 x 2 thôi. Dễ không? Mày lộn rồi. Trắng xanh. Trắng cam này. Nó vô luôn nè. Ở đây đi này là tên rồi thì mình để ngay chỗ này đi không. Này à, xanh cam đúng luôn rồi nè. Đúng hết rồi nè. Nó mới dùng cu bôi mình đổi qua thôi các bạn ha. Không có gì ha. Rồi mình lật nó lên. Cục kia thiết kế rất là hay ha. Rồi xong không? Đây có mấy điểm lưu ý đó, mình nhắc lại là xây EG thì nhớ là cái này là xây thuận, EG là xây dày, nhưng mà làm sao cái mặt này nó đứng nè, thành ra mình xây bên đây thuận, thuận như cái đồng hồ, nhưng mà ở đây phải xây ngược lại đó, nó mới đứng cái mặt này lại. Chứ các bạn giữ cứng này luôn á, các bạn xây cái mặt này nó chạy lên trên luôn. Rồi cái thứ hai là R phải D phải rồi D 6 lần thì cái viên này nó thồi lại dưới cũ, nó lật lên, rồi mình lấy cái viên ở đây mình chuyển tới rồi mình xây tiếp. Thì hai cái mặt này mình tính là nó nằm ở dưới, nó giữ được cái mặt dưới là mình bố trí sẵn á, rồi mình tìm viên đệm hoặc là viên đệm ở đây, rồi mình tìm hai viên rác mình để vô, thì cứ làm vậy từ từ, thao tác nãy giờ có sẵn hết rồi. Cục kia rất là hay không? Rồi cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.